Còn bao lâu nữa đây? Sao thế Simi? Tớ đang chờ tin nhắn đó. Tin nhắn gì cơ? Tin nhắn trong cái chai đến từ những cái tên cướp biển ngày xưa. Và vì tụi mình ở xa biển nên cậu tự làm biển luôn đấy hả? Sao lại không? Cậu nhìn nè. Nước đã có. Mà nước sâu không? Sâu quá trời luôn, y như biển vậy. Thế để tớ giúp cậu nhé, không thì cậu sẽ phải ở đây đợi đến Tết Congo đấy. Chào cả nhà yêu của Siêu, hôm nay tụi mình sẽ làm một thứ rất là đặc biệt. Một cái chai chứa thông điệp từ cướp biển cực xịn giò đó. Tớ đã chuẩn bị ít bìa cứng nè. Hôm nay tụi mình không dùng bìa cứng đâu Semi. Thế nếu cậu chỉ muốn sơn chai thì có vẻ cũng đã sẵn sàng đó. Ôi Semi, để làm món thủ công này thì cậu phải đánh thức Michelangelo bên trong cậu đó. Thật luôn đấy Suzy, tớ cảm thấy Michelangelo rồi á. Ít nhất thì cậu cũng trồng được một bộ râu rậm rạp giống Michelangelo. Mà này cả nhà ơi, Michelangelo không chỉ nổi tiếng nhờ bức tượng David và sự nghiệp hội họa huyền thoại đâu nha. Ông ấy cũng là một kiến trúc sư thiên tài đó. Thế còn Michelangelo trong phim Ninja Rùa thì sao chứ? Tớ nghĩ bạn rùa đó chẳng thể vẽ hay tạc tượng đâu Sam. Nhưng cậu ấy chiến đấu với ác nhân và cực kỳ thích pizza, y như tớ luôn. Cả nhà ơi, nếu các cậu thích pizza nhiều thật nhiều như Sammy và Mikey thì hãy like nhanh nhanh nhá. Cậu đã vẽ nháp cho món thủ công của tụi mình chưa chứ? Chưa Sam ạ, tớ sẽ để trí tưởng tượng và óc sáng tạo của tớ bay thật xa. Cậu thử tưởng tượng nhá, có một tàu cướp biển đã tấn công con tàu thủy. Sau khi lên bong, đoàn cướp biển nhận ra rằng đó là thuyền hoàng gia. Một trận chiến nảy lửa đã diễn ra và cướp biển bị đánh bại. Và trong giây phút chuẩn bị lâm chung, tên thuyền trưởng đã giấu một bản đồ kho báu vào trong cái chai rồi ném nó xuống biển. Cái chai đã nằm dưới đáy biển hàng trăm năm nay. Những dạn san hô đã mọc bên trên chai. Và vẫn chưa một ai trên trái đất tìm được đống kho báu vì họ chẳng sở hữu cái chai nọ. Wow, câu chuyện ly kỳ thật đấy Siêu. Thế điều gì đã xảy ra với kho báu? Khi nào tụi mình hoàn thành món thủ công là cậu biết ngay thôi. Siêu ơi, tớ nói cái này đừng buồn nhá. Nhìn thì đẹp đó, nhưng chẳng giống một cái chai tí nào. Tớ đang định hỏi cậu về điều này luôn đấy. Tớ phó thác cho cậu phần quan trọng nhất đây. Cậu đi tìm cái chai phù hợp nhất được không? Cảm ơn vì vinh dự này nhá. Cậu sẽ không thất vọng tí nào đâu. Tớ biết chắc luôn mà. Và bây giờ tụi mình sắp về đích rồi đó cả nhà. Tớ muốn nhìn ngắm kết quả lắm rồi á. Vậy là tớ sắp được chơi với cái chai hả Sư? Cứ từ từ xem nhà, cậu bật lò lên giúp tớ với nhá. Lò nướng ư? Cậu muốn nướng bánh để ăn lót dạ khi làm thủ công sao? Làm gì có, vì đây là đất sét polymer nên tụi mình cần nướng một xíu để nó cứng lại á. Chúng ta sẽ đặt tất cả các món đồ lên khay nướng nhá. Lò đã sẵn sàng rồi đó. Giờ tụi mình cần nướng mấy món này ở 130 độ C. Cả nhà ơi, mọi người nên nhờ người lớn giúp để thực hiện công đoạn này nha. Tiếp tục nộp cả nhà. Sammy ơi, cậu tìm được chai chưa? Rồi, tất cả chắc là cậu sẽ thích cho xem. Không không, sẽ phải mê tít luôn. Nghe tò mò quá vậy ta, mang ra xem nào. Tới liền nè. Không. Có lẽ khóa hỏng bóng rổ của tớ không hề lãng phí chút nào rồi. Ôi cái bánh trôi, tớ hậu đậu qua Siêu ơi. May mà cậu nhanh tay á. Thật ra thì cậu cực kỳ xuất sắc luôn đó Semi. Cái chai này đúng là hoàn hảo cho món thủ công. Tớ cũng làm bụng đỡ luôn rồi. Đây, cậu cầm đi. Đỉnh quá chóp luôn Semi ơi. Cái chai vừa như in á. Nhưng tụi mình sẽ trang trí nó thêm một chút nữa. Hãy bắt đầu với những dải rong biển xinh xắn nhá. Và giờ cùng gắn thêm dạn san hô mà tụi mình vừa nướng vào đó nào. Như thế đấy. Và thêm chút rong biển nữa. Siêu, tớ mang thêm san hô nữa nè. Cảm ơn Semi. Gắn vào chỗ này sẽ cực kỳ hợp lý cho xem. Và đừng quên những bạn nấm đáy biển xịn sò con bò nhé. Một vài chi tiết cuối cùng nè. Siêu ơi, cậu quên mất vỏ ốc rồi. Cảm ơn Semi nhé. Cậu nói đúng, thế này thì bục đỡ sẽ đẹp hơn nhiều. Đây là người bạn quan trọng nhất của tụi mình, một bé bạch tuộc. Siêu ơi, cậu làm cho bạch tuộc cuốn mấy cái xúc tu quanh chai đi. Ý này hay quá, mà cả nhà ơi, bạch tuộc là một sinh vật cực kỳ hay ho. Nó có 3 trái tim, mắt thì có đồng tử hình chữ nhật, máu xanh dương nữa này. Ngoài ra trên mỗi xúc tu còn có 10.000 nụ vị giác và nó cũng cực thông minh, ấn tượng nhờ. Các bạn nhỏ ơi, tớ vừa google xong, Siêu nói đúng á. Sao cậu phải google, tớ có bao giờ nói dối cậu đâu Semi. Thật á, cậu còn nhớ lần cậu nói là hết kem rồi không? Xong hóa ra là cậu nói xạo tớ.
Tớ chỉ lo lắng cho sức khỏe của cậu thôi. Thỉnh thoảng cậu cần ăn cả súp lơ nữa chứ không chỉ kem nhá. Thôi đừng cãi nhau mà. Cậu biết sao không, chú bạch tuộc làm tớ nghĩ là tụi mình lên thêm chưa chi tiết để nó trông thật hơn. Cậu có nhiều ý tưởng thiên tài quá đi. Các chi tiết nhỏ xíu có thể thay đổi mọi thứ luôn mà. Đến lúc thực hiện một thủ thuật nhỏ rồi. Tớ nhìn đã tuyệt hơn rồi á. Cậu thấy sao nào chứ? Đỉnh lắm luôn Sammy ơi. Nhà trang trí đại tài Sam mà đã ra tay thì chỉ có xịn sò trở lên thôi. Giờ chúng ta có thể nướng tuyệt tác này rồi. Bắt đầu càng sớm thì kết thúc càng lẹ nha. Tụi mình không phải chờ lâu quá đâu, chỉ 10 phút thôi à. Gặp sau nha bạch tuộc. Và nổi trấu nào. Ta-da! Nhìn tuyệt thật đấy. Và đã đến lúc tô màu rồi nha. Lần này cậu đoán rất chuẩn. Nào lấy màu ra thôi. Để tớ một giây. Cậu có thích bằng màu này không? Wow, hết sảy luôn. Màu kim loại thể nào cũng trông rất tuyệt trên cái trang cho xem. Lông la long lánh luôn này mọi người. Cả nhà ơi, các bạn có biết rằng san hô có khoảng 350 màu trên khắp thế giới không? Màu sắc của san hô phụ thuộc vào tạp chất hữu cơ trong nước á. Vậy nghĩa là tớ đã đúng khi chọn thật nhiều màu sắc nha. Mà này cả nhà ơi, các bạn có thể dùng bất cứ màu sắc nào để tô món thủ công của bạn đấy. Sammy ơi, nghe thật tuyệt nhưng cậu không định giúp tớ sao? Có chứ, cậu biết thừa là tớ tô cực giỏi mà. Chú ơi, tớ phải nghỉ ngơi đây. Biết ngay là tớ sẽ phải làm một mình mà. Trông thật là tuyệt vời, nhưng tớ cứ thấy thiếu thiếu cái gì á. Thêm một chút màu vàng ở rìa nhá. Đấy, giờ trông hơi bị ổn áp luôn. Wow, cậu làm siêu xị luôn ấy chứ. Cậu đúng lúc quá, tớ chẳng thể làm khi thiếu cậu á. Tớ sẵn sàng giúp đỡ ra đây. Để tớ đi lấy cái cọ nha. Tới nè. Wow, chú ơi, nhìn thật dã man luôn. Chuẩn, như thể tụi mình vừa vớt nó lên từ đáy biển á. Cả nhà ơi, cùng chiêm ngưỡng lần nữa nha. Một bức thư á, thư thật trong trai luôn sao? Sammy ơi, nhìn như cậu tìm thấy cái gì hay ho rồi nhờ. Ôi thần linh ơi, là bản đồ kho báu của cướp biển đó chứ. Cậu tin nổi không? Mong là tụi mình tìm được thật nhiều kẹo, poppet và những miếng hình dáng màu sắc. Có lẽ một hành trình tuyệt vời đang chờ đón cậu đó Sam. Khoan đã Sammy, cậu quên tạm biệt các bạn nhỏ của tụi mình sao? Ôi, tớ xin lỗi nha mọi người, chắc các bạn cũng hiểu mà. Thật khó để nhớ ra bất cứ thứ gì khi cậu ngửi thấy một cuộc thám hiểm hay ho nhờ. Hãy like nếu các bạn thích món thủ công này nhé. Và đăng ký kênh của tụi tớ nữa. Đừng quên nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé.